Hello, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo VS Window trên nhà cung cấp VS Linux. Sau khi các bạn đăng ký tài khoản thành công thì nó sẽ có giao diện như thế này. Các bạn lưu ý để tạo được VS thành công thì ở phần khi bạn đăng ký thông tin, phần Build Contract Information này, các bạn nên phần địa chỉ các bạn nên điền tên có số nhà địa chỉ. Nếu bạn điền tên là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hay tên mà nó không có số thì khi các bạn tạo VS thì nó sẽ báo lỗi bạn chưa hoàn thành đăng ký. Và ok, bắt đầu chúng ta tiến hành tạo VPS. Bạn vào Linux, Linux. Ở phần này các bạn bỏ phần Region, các bạn chọn khu vực. Đây mình sẽ chọn là Singapore. Tiếp đến là phần CPU, các bạn có thể chọn là tùy theo các bạn chọn cấu hình. Các bạn đây mình chọn là CPU, đây mình chọn là 8 GB. Đây bạn sẽ đặt tên cho VS Windows. Rồi ok, như vậy là bạn ok, chúng ta sẽ tiến hành bấm Linux, tiến hành tạo VS. Đó là phần apply. Ta sẽ tiến hành tạo đĩa cho VS. Các bạn vào một stores, bạn một edit. Đây bạn có thể tạo để là VBS1, đây mình đặt tên là VBS1. Rồi các bạn bấm S. Chúng ta sẽ chờ cho quá trình tạo con đĩa. Rồi sau khi tạo đĩa anh rồi sau khi tạo VS ổ đĩa thành công thì các bạn một Convision, chọn Add Convision. Đây mình sẽ tiến hành đặt tên là VS Windows. Một Virtual Machine các bạn chọn Full. Một System các bạn chọn là DirectX. Đây mình chọn đĩa là VBS1. Rồi chúng ta bấm mặt Add Collection. Rồi đó chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại ổ đĩa bằng một 3 chấm Recue. Đây bạn chọn là VBS1 và bấm nút Reboot into Recue Mode. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chờ đợi quá trình khởi động lại ổ đĩa. Rồi sau khi khởi động lại ổ đĩa thành công, các bạn thấy cái nút màu xanh Run. Tiếp theo chúng ta bấm Last là ESH Console. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành cài VBS Window cho ổ đĩa. Mình đã chuẩn bị sẵn các file lệnh để các bạn có thể chạy được cài được Windows. Ở đây mình sẽ cài là Windows Server 2012. Còn nếu bạn thích, bạn có thể cài Windows 10, Windows 7. Tất cả link mình sẽ để ở trong file mô tả này. Bạn chỉ cần copy đường link Windows bạn muốn cài đặt và bạn chỉ cần thay vào đây và là các bạn có thể cài được cái phiên bản Windows bạn muốn. Đây mình sẽ là cài Windows Server 2012. Ok, bạn bấm Ctrl V và bạn nhấn Enter.
Và là quá trình tải và cài đặt Windows sạc qua ngày trong. Sau khi reboot lại hệ thống chúng ta bằng một Lost Console, bạn giờ hệ thống như vậy là hệ thống nó bắt đầu đăng nhập vào. Ok, ở đây mình sẽ sử dụng bất như vậy các bạn có thể đăng nhập vào hệ thống. Nếu sử dụng giao diện này chúng ta rất khó sử dụng, ở đây mình sử dụng remote desktop. Ở đây bạn sẽ copy địa chỉ OBS, ở đây mình sẽ copy. Như vậy Windows Server nó là chặn không cho chúng ta truy cập. Giờ bạn chỉ nước tắt cái tường lửa để có thể truy cập được hệ thống. Windows Firewall các bạn chọn Off. Nay mình sẽ tắt tường lửa. Ok, sau đó chúng ta tiến hành đăng nhập lại. Ok, như vậy là bạn có thể tiến hành đăng nhập vào hệ thống. Đây mình sẽ gõ tên đăng nhập là admin administrator. Hoặc là đặt quản TV. Bạn bấm Z. Rồi như vậy chúng ta tiến hành truy nhập vào truy cập được vào VPS Server 2012. Coi như là video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy nhấn like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.